Ok, xin chào tất cả anh em nha. Thì mình tiếp tục quay lại với tựa game Lock Road nhé anh em. Thì update 11 này thì mình chỉ còn một chiêu cuối cùng của trái Gura là mình chưa sức thức tỉnh thôi. Bây giờ mình sẽ đánh cái con boss của ải Gura này để thức tỉnh chiêu cuối cùng luôn nhé anh em. Thì hiện tại thì cái chiêu đó năng cần điểm cái điểm ép này nè là 8.000, nhưng mà hiện tại mình đã có 7.000 rồi. Bây giờ mình sẽ mua chip chấn động. Bây giờ hiện tại thì mình đang chơi server của Hư Ký, rất là nhiều anh em trong grill của mình luôn. Thì bây giờ mình sẽ mua chip chip chấn động nhé anh em. Thì hiện tại thì mình đã có 7.000 điểm, hy vọng là sẽ đi win ải trước 3 phút để nhận được 1.000 điểm nữa để nâng lên cái chiêu cuối cùng của Gura, đó là chiêu C, cần 8.000 điểm. Thì đi với mình thì có để mình kêu ai nhường cho Duy một lót nhé. Hiện tại thì có Sơn nè, Hư Ký và mình. Thì mình sẽ kêu nhường cho Duy nhé. Nhường cho Duy nhé. Nhường cho Duy nhé. Sơn đâu? Đang đứng ở ngoài là đúng rồi. Này, đây là thằng Sơn, đây là thằng Duy, và đây là cuối cùng là thằng Hư Ký của mình. Ok, bây giờ thì sẽ vào vào luôn nhé anh em. Thì mình là người cầm chip, nói chung là phải nhờ những người kiểu đi lâu và quen tay mới đi chung với nhau được. Ok, lắp map. Bây giờ sẽ vào đánh boss chấn động nhé anh em. Hy vọng là sẽ win trước 3 phút để có được 1.000 điểm để nâng chiêu cuối cùng của trái Gura. Và hai kỳ lên. Có người gánh team, có người gánh team anh em ạ. À, có người gánh team. Mình mới biết luôn là vào đây anh em xài cái Phật tử nó rất là mạnh luôn. Hồi nãy mình đi chung với tụi nó dư cả 7-8 phút anh em à, rất là ghê luôn. Đó, đánh rất là easy luôn, rất là nhanh luôn. Nhưng mà đánh như vậy thì sẽ mấy bạn nó sẽ chịu thiệt, kiểu như cầm cầm trái đó support cho mọi người thì sẽ không vào mua được mấy cái chiêu, chỉ có cài điểm được thôi. Mà mình nghĩ cho mấy đứa này full chiêu hết rồi, có mình là chưa full thôi anh em ạ. Mình hiện tại còn trái này và trái băng hai chiêu nữa, hai chiêu có trái băng, một chiêu là 4.000, một chiêu là 5.000, tổng cộng là 9.000 điểm mới đủ được trái băng. Hy vọng sẽ win trước 3 phút để win trước 3 phút để win trước 3 phút để mình có thể, ai da, sao té rồi vậy, có thể nhận được 1.000 điểm mà lên được 8.000 điểm để nâng cái chiêu cuối cùng của trái Gura nhé anh em. Đó là chiêu sống thần, như là Bacto này kia có hết rồi, chỉ có mình là chưa có thôi anh em ạ. Qua luôn cho có. À, server thì đang kiểu rất là nhiều bạn có thể là lập được một team nữa luôn đó. Sao mấy bạn nó không lập để mình ship cái hiền ngay ngắn cái anh em à. Đâu, đâu đi. Lên. Mình lên là tụi nó đánh xong một quay luôn rồi đó. Nhanh thật. Mình chỉ đúng, đúng kiểu đi theo làm nền luôn anh em ạ. Sơn với có thằng trong đây thì lại có Sơn chứ thằng Thư Ký là hai đứa kiểu chơi chung với mình từ đầu luôn, tính ra là được bóng tháng rồi đó. Hôm nay tụi nó mới vừa đi học thi xong các kiểu, nay rảnh rồi cày game nữa. Rồi xong tao lên 20, tăng lên 20M, nói gì cài đấy đi, không quan tâm lắm, cài mấy đứa đó. Chỉ vô là cho nó gánh mình thôi anh em ạ. À, thì hiện tại server Battle thì xíu nữa mình sẽ quay về chơi server Battle. Bên đó giờ kiểu đang ngủ hết rồi anh em à. Ngủ chưa dậy. Thiệt khó lắm. Đó, mới đây là tới cái round thứ ba rồi, tới cái chiếc hiền bị đấm rồi anh em ạ. À, cực kỳ nhanh luôn. Bữa qua mình nghe Tướng nói mình mà gì ta? Mình mà nâng cái chiêu Gura, trái Gura này trong vòng 2 ngày mà mình thất tỉnh hết hết được cái chiêu thì nghe nói là bạn rót thói à, không phải mà mình chưa có đọc comment đó anh em à, chỉ nghe Charlie nói thôi chứ mình chưa có xem. Mấy bạn nó mạnh miệng đây, sao à, đi chơi đừng đùa nhá, chơi vậy là chơi dại rồi đó em ơi, bốt đừng nói vậy đó, nói vậy dại lắm.
Thì bây giờ chủ yếu là mình sẽ quay review cái thất tỉnh mấy cái chiêu này thôi, còn mình sẽ có một clip dành riêng cho review đam của full một cái ác quỷ thất tỉnh của ba hệ luôn, của ba trái luôn chứ lộn, trái băng, trái lửa và trái Gura. Thì mình nói có phần hơi kiểu đều lợi tí, anh em thông cảm nha, tại phải tập trung đánh nữa. Nói chứ cũng phải phụ đam rồi đó, chứ không phụ đam là khó khó lấy được 3.000 điểm lắm anh em ạ, 9.000 điểm lắm anh em ạ. Ui, 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 chết 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 chết. Ổng 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 ổng. Thôi lia lia lia. Ôi mấy đứa đó nó xài mấy cái trái ấy, nó không có cần mua, mình cần mua mình phải cầm theo cái trái Gura. Bắt buộc mình phải đi thiền anh em ạ. À. Cho nó bơi dưới nước không à, tụi nó toàn tập người cá được không à, tập người cá hoặc sử dụng trái băng không à. Không mà là mình phải chạy thiền. Để mình ship cái hiền qua bên kia luôn, hồi mình dễ đi anh em ạ. À. Ship cái hiền qua đây. Để cho tụi nó ship hiền xong rồi tụi nó đánh xong quay rồi đó. Nhanh lắm. Sẽ ship ship xác xác cái hiền vô cái anh em ạ. À. Lên lên lên. Lên phụ đam, lên phụ đam. Ui kém hỏng. Rồi mình em đứng em đấm con đó luôn này, anh đấm rồi anh bài xuống nước nữa khó lắm. Ồ, nó đứng tập toàn tập người cá, nó đứng dưới nước nó đánh nhau không à, chịu luôn. Đây còn con nè, con này nó mạnh lắm nha. Đồ ai da ai da ai da ai da, con đánh super của mình vì là con đánh cái chiêu chấn động nhảy văng ra không à, dễ lắm. Chết rồi chết rồi chết rồi, mình trên đứng đi cho nó gom vô rồi đánh, đánh như vậy lâu lắm, đánh từ phía như vậy lâu lắm để nó gom vô đi rồi đánh. Ôi mấy đứa này nó không thích vậy rồi em ạ, thích tăng góc con người ta hơn. Ây da té. Ui 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 ui. Rồi rồi lia lia rồi lia rồi. Mắc cuối mắc cuối mắc cuối mắc cuối. Đúng rồi lấy hiền đi em. Ui 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 ui. Lấy hiền đi. Hồi nãy mình định vô Discord bên mình kêu tụi nó vô Discord luôn nhưng mà sợ nó loạn Discord anh em à, mỗi thằng mỗi nói á rất là khó nghe luôn. Ồ, thì tính ra vậy dư 6 phút rưỡi mà không được 3 phút, không dư được 3 phút nữa thì thua. Thua luôn. Đem cái kiến vô cái. Để mình đem cái kiến vô cái anh em ạ. À. Rồi, ok. Mấy đứa này nó mạnh quá. Ui ui. Chưa động được con boss luôn á. Con boss nó xài chấn động không? Anh em biết con boss này rồi đó. Ồ, nó dồn, nó ép góc con boss, nó quanh thấy thương chết không? Boss máu vàng rồi, nhanh vậy. Ép góc quanh con boss nè. Quanh con boss không thấy đường luôn. Tèo. Nè, 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 sắp hàng, nè, sắp hàng, nè, sắp hàng. Để chấp hành anh em ạ. À. Ui 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 ui. Ép cống nó quánh con boss thì thấy thương chết không. Nó quánh boss thở oxy luôn. Đúng là cái trái bá đạo thì anh em ạ. À. Cái trái của Phật tổ của Sengoku khá là bá đạo luôn. Ủa kia nó chạy hiền đi đâu vậy? Sao nó không đánh tiếp mà nó chạy hiền đi đâu vậy? Ừ ơi ơi ơi. Nhiều vậy sao cứ nhảy xuống nước hoài trời. Giữ mạng nha, chết là toang đấy. Chết là toang đấy ông giáo ơi. Còn mấy con nè. Con này mạnh lắm đấy nha, tao sai. Sao chấn động không đó, đừng đùa. Hãy né ra miếng để cho mấy kiều đánh đi. Giờ mình chạy thôi anh em à. Đúng rồi, tạm nó đi em. Đá cái kiểu đi.
chưa, biết chưa. Ồ, win rồi nha. 8.000 điểm nha. Đắc đỉnh chứ cuối luôn nhé anh em. Xịn xịn xịn. Win đi dày dư phút 4 phút mấy luôn. Đây, 8.141 điểm. Ok, mình sẽ thức tỉnh chiêu cuối cùng của trái Gura. À, 8.000 điểm nhá. Ok, coi như là hoàn thành xong trái chấn động rồi đó anh em à. Để mình sẽ đánh thử nha. Để sẽ mình đánh thử. Đánh thử chấn động của trái cuối cùng coi. Đó. Đó anh em nhìn sóng hăng kìa. Kinh chưa. Wow. Đó, coi như là mình đã hoàn thành xong trái chấn động rồi đó. Bây giờ mình sẽ dồn tiền vào trái băng của mình. Còn hai chim nữa. Thôi chắc mình cũng sẽ kết thúc clip này ở đây rồi anh em à. Để khi nào mà kiểu mình chuyển qua điểm trái quỷ rồi thì mình sẽ review đam của tất cả các trái quỷ hắc tỉnh cho anh em xem coi xem sao nha. Thì cũng cảm ơn anh em đã bỏ một chút thời gian để xem clip của mình nha. Hẹn anh em những clip sau. Bye bye.